Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Vâng, trời thì vẫn là mưa, tuy nhiên thì xe vừa về, xe đẹp thì em vẫn tranh thủ quay để gửi tới quý anh chị và các bạn. Thì trước mắt quý anh chị và các bạn đây là một chiếc Vios số sàn anh chị nhé. Xe được sản xuất vào năm 2020. Thì đối với cái bản 2020 là nó đã khác cái bản 2019 rồi. Tức là nó đã lên đèn gập này, lên xi nhan tích hợp gương này và phanh đĩa sau rồi anh chị nhá. Đấy, cái bản 19 thì nó hơi có cái nhược điểm là phanh sau là phanh tang trống, chưa có đèn gầm và chưa có tích hợp xi nhan. Đấy. Thì chiếc xe này là số sàn 2020. Xe một chủ từ đầu biển Vĩnh Phúc anh chị nhá, và mang màu nâu vàng. Xe thì bên em vẫn là cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Máy số zin và đương nhiên là Vios, mà như chiếc này chạy hơn 7 vạn thì nó là 7 vạn anh chị nhé, thì nó zin từ dàn cò luôn anh chị ạ. Đấy, mang màu nâu vàng. Hôm trước thì anh chị nào mà đang hỏi em là có màu nâu vàng không thì cố gắng là chốt chiếc này sớm anh chị nhé. Đối với cái cụm đèn trước thì bác chủ đã cái đèn gầm này, bác chủ đã độ lên cái nguồn sáng là 3 màu rồi nhé anh chị nhé. Nếu mà đi rời tối thì anh chị bật cái đèn gầm đấy nên nó rất là sáng. Còn đây là vỏ đèn zin của xe này. Đấy, còn rất là trong và đẹp anh chị nhé. Chiếc xe này thì bác chủ vừa thay một dàn lốp mới anh chị ạ. Lốp nhập Thái anh chị nhé. Còn rất là dày luôn. Đấy là một cái lợi thế anh chị ạ. Lốp còn rất là dày nha anh chị nhé. Vành thì bác chủ chưa một lần sơn lại và anh chị có thể quan sát thấy này. Cái củ phanh của nó còn rất là mới nhá. Chiếc xe này là bác chủ đi rất là giữ xe và cũng đầu tư rất là nhiều đồ anh chị nhá. Ngoại thất thì được bác chủ có trang bị về che mưa rồi, hõm tay chống xước tay cửa rồi, tay nắm cửa ngoài mạ chrome rồi, rất là đầy đủ và có dán những cái chỗ chống va đập đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy là một chiếc xe mà được bác chủ rất là đầu tư và giữ gìn. Gương chiếu hậu ngoài này cũng trang bị cái này, nó là cái nó chống cái mưa ở đây này, vào cái mặt gương này này, rất là cẩn thận anh chị nhé. Dán cái cao su này vào thì nó có nhiều cái tác dụng luôn. Đấy. Gương cầu nồi trang bị đầy đủ rồi nhé anh chị nhé. Thì lắp cái gương cầu lồi này để khi mà lùi thì cái quan sát cái vạch vệt bánh xe đằng sau nó dễ dàng hơn. Một dàn lốp mới, vành thì chưa một lần sơn lại anh chị nhé. Còn đối với bản 2020 này đấy, đã được trang bị phanh đĩa sau rồi. Lắp viền chân kính rồi anh chị nhé. Và anten là đã trang bị anten vây cá rồi đấy. Phía sau xe thì xe có trang bị camera rồi nhé anh chị nhé. DVD và camera đầy đủ rồi đấy. Và có lắp này chống xước cốp sau này. Đây là cụm đèn sau anh chị nhé. Cụm đèn sau zin và còn rất là trong. Đây cam lùi đây anh chị nhé. Đây cụm đèn sau này anh chị này. 2020 màu nâu vàng. Xem một chủ từ đầu anh chị nhé. Bác chủ đi rất là giữ gìn luôn. Đấy cái phần hông xe đấy ạ. Nói chung là bác chủ lắp đầy đủ đồ rồi, kể cả bên trong nhé. Bên trong nội thất cũng đầy đủ đồ hết rồi. Chiếc xe này mua về thì anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Thân vỏ xe nguyên bản anh chị nhé, chưa đâm đụng một chút nào luôn. Thì chút nữa em sẽ quay kỹ hơn. Anh chị có thể thấy chiếc xe này toàn bộ những cái ốc tai, ốc giếc của nó là vẫn còn zin hết nha anh chị nhé. Cụm đèn trước này. Đấy, vỏ đèn còn rất là trong nhé. Biển Vĩnh Phúc. Một chủ từ đầu. Đấy, bản 2020 thì có tích hợp xi nhan gương này. Đấy, gương một cái gương chiếu hậu ngoài mà bác chủ cũng trang bị rất là đầy đủ luôn. Cẩn thận nha anh chị nhé. Rồi, bước vào bên trong nội thất. Thì đối với bản Vios 2020 số sàn là cái tông nội thất của nó là màu đen. Và trang bị ghế da zin của xe nhé anh chị nhé. Đấy ghế da thì còn rất là đẹp này anh chị này. Đấy.
cái má ghế thì kể cả bàn G nhé, bàn G của cái Vios, cái dòng Vios này nó thế, cả bàn G luôn, thì tất cả cái má ghế này nó bao giờ nó cũng bị xẹp xẹp một chút này nhé. Đấy, đấy là cái nhược điểm duy nhất của chiếc Vios mà nguyên bản của nhà máy sản xuất vào kể cả từ năm 18, 19, 20, 21 anh chị ạ. Đấy, kể cả bản 22 luôn anh chị nhé. Đấy, còn mặt ghế và lưng ghế còn rất là căng. Nội thất zin của xe đây anh chị nhé. Đây củ số này, cái củ số của bản 2020 nó cũng khác, nó sẽ trở về giống cái bản 17, 18 nhé anh chị nhé. Còn 18, 19 thì cái củ số nó khác một chút, là cái đầu củ số nó có cái viền inox. Tuy nhiên 18, 19 thì nó có những cái nhược điểm mà như em vừa chia sẻ đấy, và nhiều khách hàng không thích nhá. Đấy, ghế da này, cái mức tiêu hao nhiên liệu của Vios đây, nói chung là anh chị cứ xác định đường kết hợp nó Vios nó loanh quanh khoảng 6 lít trên 100 km. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị nhé. Ghế da thì vẫn còn đẹp luôn. Đối với chiếc xe này thì bác chủ trang bị rất là nhiều đồ rồi, như anh chị có thể thấy là em giới thiệu ngay từ đầu. Trần nỉ thì bác chủ vẫn giữ nguyên zin của xe nhé, không có bọc 3D hay 5D đâu, và bác chủ cũng chưa bọc ni lông. Đấy, ốp bật lên xuống tất cả các cánh cửa đều đầy đủ rồi anh chị nhé, và ốp loại xịn luôn này. Đấy, nó không bị han giết gì anh chị nhé. Còn đây là máng nước này, ổ khóa zin. Đây là tắp ni cửa anh chị nhé. Chiếc xe này thì giữ được cái tắp ni cửa tất cả các bốn cánh cửa nhé anh chị nhé, còn rất là đẹp luôn, nguyên zin đấy, kể cả cái phần da này này. Hơi đáng tiếc là bản E thì cái tay nắm cửa trong của nó là nhựa màu đen thôi, nó chưa được mạ chrome như bản G nhé anh chị nhé. Keo chỉ thì zin cả xe luôn anh chị ạ, anh chị có thể check hãng thoải mái đấy, hoặc là mang theo thợ thuyền đấy. Mép cửa dưới nhá anh chị nhá, táp ni cửa lái này đấy, còn rất đẹp nhá anh chị nhá. Những cái nút bấm này, em đang quay thì trời nó mưa một chút nhá anh chị thông cảm, đấy nó hơi mưa, tranh thủ buổi trưa quay mà trời vẫn còn mưa. Tuy nhiên thì xe đẹp thì bao giờ cũng mong muốn là quay sớm để gửi tới quý anh chị và các bạn. Đây mép cửa này anh chị này. Đấy, chỉ không mất phân nào luôn anh chị ạ. Ốp bậc lên xuống đầy đủ anh chị nhé. Cửa lái này. Đây là ốc bản lề này. Ổ khóa nhé, rất là mới luôn. Ốc bản lề này. Chưa một cái dấu hiệu cày mở gì. Xe sản xuất vào năm 2020 tại Toyota Việt Nam. Đấy, ốp bậc lên xuống chống xước. Đây là chân chân phanh và chân côn nhé anh chị nhé. Đấy, cái mặt của nó là không bị chưa bị mòn. Bản 2020 thì có chống trơn trượt rồi anh chị nhé. Đấy, đây là vô lăng zin của xe này. Đây vô lăng đây ạ. Anh chị có thể quan sát thấy vô lăng của nó còn rất là đẹp nhé. 2020 mà. Đấy, trang bị toàn đồ xịn thôi, kể cả cái ốp bọc vô lăng này này. Đấy. Chìa khóa đây là bác chủ đã độ thêm một cái chìa điều khiển từ xa nữa rồi. Còn đây là chìa khóa zin của xe anh chị nhé. Chìa điện này, em sẽ bật chìa khóa lên. Cái đầu pialer này là đầu chính hãng anh chị nhé. Khi khởi động nên nó có chữ pialer này. Thì cái dòng pialer của nó là âm thanh của nó nghe rất là hay nha anh chị nhé. Nó chỉ cái là nó không được nhiều ứng dụng như 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 màn ấy thôi. Như cái màn Android. 6,5 vạn km anh chị nhé. Đấy. Đấy. Đấy, vô lăng zin của xe luôn. Đấy, cái khóe này, anh chị để ý cái khóe này, những cái khóe này. Là nó nguyên sần như này nhé. Còn nếu mà nó bóng là xe sử dụng nhiều.
Đây, các chi tiết nhựa của chiếc xe này, đây là cổng sạc này. Đấy. Củ số còn rất là đẹp nhé, đây là đầu củ số này. Đấy. Cái củ số này nó đầu nó chưa có bị có cái độ bóng này, chưa có độ mòn nha anh chị nhé. Các chi tiết nhựa trên chiếc xe này thì còn tươi anh chị ạ, còn rất là tươi luôn. Vios thì bản E sử dụng hệ thống điều hòa cơ thôi. Tuy nhiên thì anh chị có thể thấy là đối với hệ thống điều hòa của Vios nó mát rất là sâu, không chỉ riêng Vios đâu. Nói chung là điều hòa của Tota mát rất là sâu. Trời nó hơi mưa chút thì em sẽ quay bên trong nhiều hơn nhé anh chị nhé. Đây là táp ni zin của xe này, ở cửa bên phụ đấy anh chị ạ. Và anh chị có thể thấy nhựa của nó rất là tươi và đẹp nhé anh chị nhé. Gần như là nó chưa có vết gì đâu. Đấy, táp lô này. Đấy, và đặc biệt những cái phần mạ bạc nó chưa bị bợt chỗ nào. Trần nỉ nguyên zin theo xe nhé, và còn rất là sạch đẹp này, hai đèn trần rồi. À, bản 2020 thì bản này là trang bị 3 túi khí thôi anh chị ạ, chứ nó không giống như bản G, à bản 2019 và cuối 2018 thì nó được trang bị 7 túi khí anh chị nha. 3 túi khí là bao gồm 2 túi khí phía trước và túi khí đầu gối này anh chị này. Đấy. À, xe trang bị full đồ rồi anh chị nhé, DVD này, cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, cam hành trình đây anh chị nhé. Đấy, rất là đầy đủ đồ. Không những thế đâu mà chiếc xe này còn có trang bị cả trầm rồi anh chị nhé. Trầm ở dưới ghế phụ đây này. Đây, quay rất cận cảnh cái mặt ghế rồi anh chị có thể thấy này, da zin của xe. 2020 thì nó được trang bị cái ghế da zin zin theo xe rồi anh chị nhé. Đấy. Đây là tổng thể nội thất của xe này. Rất là tươi luôn này anh chị ạ. Mà trang bị full đồ nha anh chị nhé. DVD, cam lùi, cam hành trình. Và xe có cả trần rồi. Ở phía sau xe này. Hàng ghế thứ hai nhé. À, trải sàn da rồi và bộ nỉ kia là bộ nguyên zin theo xe nhé anh chị nhé. Đây là cốp xe, máng nước và đinh tán đây anh chị nhé, nguyên zin luôn. Đấy, máng nước và đinh tán nha anh chị nhé, nguyên zin của nhà máy. Cốp sau này chỉ không mất phân nào. Anh chị có thể check hãng hoặc là mang theo thợ thoải mái nhé. Bên em thì làm xe zin, thế nên là cũng khuyến khích anh chị là mang theo thợ, nhưng mà phải thợ về am hiểu một chút. Đấy, kể kể như mà bác chủ là ốp chống xước ở trên cái này nữa thì tốt. Nhưng mà qua đây này anh chị cũng có thể thấy này, xe rất ít để đồ cốp nhé. Đấy, cái tấm nỉ nó vẫn còn đẹp này, mặc dù là chưa trang bị cái nót cốp cao su. Nốt dự phòng thì theo xe anh chị nhé, nốt 2020 này. Đấy, nốt dự phòng thì cũng hạ cái này thì hạ phải vài lần rồi. Nốt Bridgestone theo xe. Đó. Vành thì được cái là vành không vết xước nhé anh chị nhé. Và lòng cốp này chưa có vết han gì luôn, chưa vết han gì anh chị nhé. Xe rất là đẹp. Đây em quay gầm luôn để cho anh chị quan sát qua. Đây, bồ này. Đây gầm nhá anh chị nhá. Rất là an tâm này, nếu mà nhìn cái gầm xe này gần như là không có vết han gì luôn anh chị ạ. Gầm chiếc xe này rất là đẹp và chúng ta có thể quan sát cái ống bô này. Đấy. Đây. Phía sau xe đây. Nguyên toàn bộ đinh tán zin của nhà máy nhá. Màu nâu vàng kìa. Cái bảng thông số kỹ thuật này. Đấy. Màu 4R0 như màu nâu vàng zin của xe nhé anh chị nhé. Đây là bên phụ. Táp ni cửa đây. Rất là tươi xe luôn.
tam nô nha anh chị nha. Mép cửa này. Đấy, mép cửa đấy anh chị ạ. Chưa một vết gì luôn. Ốp bằng kính xuống đầy đủ rồi. Đó. Đây là ốp bản lề này. Ổ khóa zin. Chung là ổ khóa còn rất mới vì Vios 2020 mà. Cái dòng này nó bền lắm anh chị ạ. Trừ khi nó là đâm đụng va chạm thôi. Còn mà để zin của nó thì những cái chi tiết kể cả là nhựa nó cũng rất là tươi nhá. Nếu mà xe chạy ít. Tắp đi cửa đây anh chị ạ. Ốp bậc lên xuống đầy đủ rồi. Đây là máng nước nha anh chị nhé. Zin hết luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai này. Mép cửa nha anh chị nhé. Không mất một phân keo chỉ nào luôn. Nếu mà anh chị mà đến xem hoặc mang theo thợ đến xem mà mất một phân keo chỉ nào thì em sẽ gửi anh chị 5 triệu anh chị đi lại. Bởi vì em tả xe thì nó gần như là nó rất là chuẩn nhé anh chị nhé. Anh chị hoàn toàn là an tâm. Đấy, tổng thể nội thất của xe chiếc xe này nhé. Rất là tươi luôn. Ngoại thất cũng đẹp, ngoại thất chiếc xe này về bên em không phải sơn tỉa gì đâu anh chị ạ. Mỗi dọn nội thất thôi. Mỗi dọn nội thất thôi anh chị nhé. Xe vừa về tối hôm qua. Đấy, sáng nay em cho dọn nội thất và bây giờ trưa em quay để gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Đấy. 2020. Rồi, chúng ta sẽ đi đến khoang động cơ. Máy thì vẫn là máy đuôn VVTi thôi. 2020, 2021 thì kể cả 2022 vẫn sử dụng máy đuôn VVTi thôi. Máy Vios thì chắc là không phải giới thiệu hay là quảng cáo đến anh chị nhiều về cái máy của nó. Chủ yếu là của riêng cái xe này. Đúng không ạ? Zin từ dàn cò anh chị nhé. Và máy còn rất là đẹp. Nói chung là từ tất cả những con ốc. Đây em mở cái nắp máy ra để anh chị quan sát này. Toàn bộ con ốc là zin hết nhé. Ốc sáng luôn. Chưa có một vết gì anh chị ạ. Đây là máy nha anh chị nhé. Ốc dàn cò các thứ này. Đấy. Rồi đến răng dàn cò này. Mụn cò còn zin nhé anh chị nhé. Đây là phần bên tai này. Từ răng trước này. Đấy. Đến ụ nhé. Ốc tai của nó còn zin như này cơ mà. Đúng không ạ? Ốc cabo cũng vậy anh chị nhé. Ốc cabo cũng vậy. Và đặc biệt cái tấm nỉ của nó này. Rất là phẳng nhé. Nếu mà cái tấm nỉ nào mà nó không còn phẳng như này là xe chạy nhiều ấy. Đây là lắp cabo đây, bên tai này, này. Tai đèn đến ốc tai là zin nhé anh chị nhé. Ụ này. Đấy. Ốc cabo đây anh chị nhé. Chưa một dấu hiệu cậy mở gì luôn. Lắp cabo thì không mất phân keo chỉ nào anh chị nhé. Rồi. Những cái phần dập lỗi của nhà máy này. Rồi. Đến những cái viền lỗ tròn của nó là sắc nét. Chưa một dấu hiệu gò nắn gì anh chị nhé. Máy. Đây là cái nắp nhựa của máy. Đấy em quay em mở luôn ra để anh chị xem.
chút nữa em sẽ đậy lại. Xe 2020 một chủ từ đầu, màu nâu vàng. Cam kết với anh chị là nguyên zin nhé, không đâm đụng một chút nào luôn, à, keo chỉ nguyên zin. Như em đã nói rồi, nếu anh chị nào mà dẫn thợ theo mà phát hiện chiếc xe này mà mất phân keo chỉ nào, em sẽ gửi luôn anh chị 5 triệu để anh chị đi lại. À, cam kết ở đấy thì đương nhiên là góc độ là để anh chị an tâm, là anh chị đi nó không mất công mất việc anh chị nhá. Đấy, mà đi đường xa mà không mua được xe thì nó sẽ rất là bực mình. Đấy. Thế nên là em tả chuẩn để anh chị nào mà đúng có nhu cầu mua chiếc xe này thì đến xem xe nào hoàn toàn an tâm về cái chất lượng của xe. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 372 triệu đồng anh chị nhé. 372 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả vẫn có thể thương lượng được khi anh chị qua bên em để xem xe trực tiếp. Đấy, địa chỉ để xem xe trực tiếp ở bên em đây, xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.